Xin kính chào các bác ạ. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một siêu phẩm tranh gỗ đồng quê đục kinh bông bằng tay cực kỳ tỉ mỉ và sắc nét, được đục dày lên 8 phân các bác nhé. Đục dày, ván dày 8 phân, đục sâu 7 phân, kinh bông bằng tay bởi những người nghệ nhân gốc nghề chế tác lên cực kỳ là tỉ mỉ và sắc nét. Thì tấm tranh này nó phù hợp với các không gian phòng khách dài rộng của bao nhiêu đó. Thì sau đây em xin mời các bác đi vào đường nét chi tiết em giới thiệu trong video này các bác nhé. Xin mời. Vâng, thì toàn cảnh tấm tranh đây là một cảnh tích là cây đa, giếng nước và sân đình. Cảnh phiên chợ quê các bác nhé. Và cảnh đồng quê rất là tấp lập, giữa người đang chăn trâu rồi người đang làm đồng. Đó, rất là tấp lập cảnh đồng quê. Thì tấm tranh này của em có kích thước chiều dài phù bì long khung là 2m17 các bác nhá. Chiều dài là 2m17, có ván dày liền khối là 8 phân, đục sâu 7 phân. Hàng chế tác bởi nghệ nhân gốc nghề chế tác lên các bác nhá. Cực kỳ tỉ mỉ và sắc nét. Thì tấm tranh này của em là được chế tác là gỗ hương đá các bác nhá. Hàng chọn gỗ, chọn phần đẹp. Các bác nhìn này, lục lạc thịt vô cùng là tuyệt vời. Thì đối với cả kích thước chiều dài rộng 2m17, rộng 1m07 này, thì không gian treo tường nhà các bác khoảng là từ 2m cho đến 2m rưỡi. Các bác treo tấm tranh này lên thì nó vô cùng là tuyệt vời. Thì sau đây em xin mời các bác đi vào cái đường nét chi tiết các bác nhá. Từng cái nét đục của nó tuyệt vời đến cỡ nào. Đây các bác nhá, cây đa đây, và em tỉa tách này, từng cái đường nét hầu đa này em có thể thò xuyên tay được hết đây, bọc hết luôn các bác nhá. Các cành cây này rất là mỏng và bay, và cái cây đa nó rất là cằn cỗi này, rất là nhiều vết vân, rất là nhiều các cái sần sùi của cái cây này, nó rất là già rồi đó. Phía dưới đây là những người nông dân đang cưỡi trâu đây đó. Cây đa, giếng nước, sân đình thì các bác nhá, từng cái mái đình mà em tỉa tót bằng tay rất là đẳng cấp và tuyệt vời. Đó. Đây, đi sang phía bên này, cây đa, sân đình, còn phía dưới là giếng nước các bác nhá, giếng nước đây, rất là tuyệt vời. Cây cầu đi qua, lũ trẻ đang lô đùa. Đó. Các người nông dân đang cấy cày tát nước. Bác nhìn này, các cái mặt người mà em đục này, đó, rất là có hồn, rất là chân thực. Nhìn người đục này, rất là tuyệt vời các bác nhá. Đó, vần vèo tuyển chọn luôn. Hàng gỗ hương đá đây là gỗ rất là tuyệt vời, rất là đẹp, màu sáng. Thì hiện tại em đang quay mộc cho các bác xem. Hàng mộc các bác nhá. Nguyên mộc đây, rất là tuyệt vời. Đó. Thì các bác thử tưởng tượng mà xem, tấm tranh này mà treo ở trong phòng khách thì nó tuyệt vời đến cỡ nào. Ngồi tưởng tượng thôi mà cái cảnh đồng quê nó vui nhộn trước mắt mình. Cảnh tích tranh dân gian rất là tuyệt vời. Đó, rất là tuyệt vời. Thì bác nào mà thấy sản phẩm đẹp thì hãy cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để em tiếp tục quay những cái sản phẩm tuyệt vời này lên cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Mọi đóng góp các bác có thể bình luận ở bên dưới để em lắng nghe và tiếp thu để cho ra những sản phẩm tranh gỗ đục kinh bông đẳng cấp như này các bác nhé. Thì cuối cùng em xin kết thúc video ở đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Xin chào.